Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đang đi bắt tôm tích vàng này các bạn. Ở đây mình đã phát hiện ra một hang tôm tích vàng. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách bắt tôm tích vàng cũng như là nhận diện hang tôm tích vàng. Đây, các bạn nhìn thấy đây chính là hang con tôm tích vàng này. Khi mà chúng ta nhìn thấy thì nó chỉ bằng cỡ gần bằng đầu ngón út của mình thôi. Đấy các bạn thấy không? Rất bé. Bên trong á, chúng ta có thể thấy đó là nước sâu thăm thẳm. Đây, các bạn thấy nước này. Mình sẽ chiếu cái đèn. Đây, các bạn thấy rằng là bên dưới là có nước này. Khi mà chúng ta nhìn xung quanh, đây nhìn xung quanh tức là chúng ta nhìn như thế này này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cảm giác nó rất to. Và bây giờ để mình sẽ khơi ra cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ khơi ra cho các bạn xem nhá. Mình sẽ dùng cây xẻng này các bạn. Đây, sau khi mà khơi ra các bạn nhìn thấy rằng là cái hang của nó to hơn cả hai cái ngón tay của mình luôn. Đây, nó giống hệt như một cái giếng các bạn. Các bạn thấy sâu thăm thẳm luôn. Hang tôm tích vàng thường thì nó sẽ đâm thẳng xuống. Đâm thẳng xuống nhưng mà xuống dưới thì nó hơi xiên một chút các bạn. Nhưng mà cơ bản là nó khá thẳng. Khi mà sờ ở đây, nếu mà cảm nhận thật kỹ các bạn sẽ cảm giác nó có một cái lớp giống như là lớp nhớt. Nhờ có cái lớp đó cho nên là nó mới giữ được cái hang như thế này. Nếu đã có hang thì bên dưới chắc chắn có tôm tích. Bởi vì nếu không có tôm tích, không có cái lớp nhớt đó thì cái hang nó sẽ bị cát, nó sẽ bị chảy xuống. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt này. Thì mình có bắt và làm clip cho các bạn xem nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình làm lại và cho các bạn mới xem nhé. Thì nguyên tắc chúng ta thọc tay xuống, nhìn bên trên nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà xuống bên dưới là chúng ta có thể bỏ vừa cả cái nắm đấm, thậm chí là vừa cả một cái bắp tay như thế này. Đầu tiên săn tay áo lên cao, rồi tiếp theo thọc tay vào, cố gắng đừng để cho cát chảy xuống. Chúng ta không cần bươi ra nhiều đâu, bươi ra một chút xíu này này. Rồi thọc tay xuống. Đây các bạn nhìn, khi mà tay mình xuống này, nước chảy ra đấy. Cố gắng đánh càng nhanh càng tốt, bởi vì là chậm quá thì nó sẽ di chuyển. Đây, khi mà xuống nó sẽ bị xiên rồi các bạn. Mình sẽ lắc cái tay sang như này, ấn cát sang để cho cái tay của mình nó xuống sâu nhất có thể. Đây, rất sâu luôn các bạn. Nó bẩn hết cả cái tay áo của mình rồi. Đây này, các bạn thấy không, từ bên này sang bên này. Đây, mình đã chụp được nó rồi. Đây các bạn, một con tôm tích vàng khá là to đấy. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng, nó đang lột. Đây các bạn. Rồi, khoan, mình sẽ thử móc thêm các bạn. Thông thường tôm tích sữa nó sống hai con một hang, liệu tôm tích vàng có sống hai con một hang không? Móc thêm nhá, chớ vội mừng. Bên dưới nó còn rất sâu các bạn. Giờ nó ướt luôn cái áo của mình rồi. Hết rồi các bạn. Vậy là nó không sống hai con, nó sống một con. Ở trong trường hợp này là nó sống một con. Nếu có cơ hội mình sẽ thử tìm một hang khác, mình đào xem có hai con không. Đây, review cho các bạn xem cận cảnh con tôm tích vàng. Con này nó đang lột này các bạn, người nó rất là mềm. Đấy, cho nên là cái màu của nó cũng khác này, nó hơi nhàn nhạt. Con này thì nó dài cỡ, để mình đo cho các bạn xem này. Đây, tay của mình là bàn tay người lớn. Đấy, cỡ này thì nó dài khoảng tầm hơn 10 cm, chắc phải cỡ 10, 12, 13 cm gì đó. Đây, mình tiếc quá mình không mang thước. Đây nhá, review cận cảnh cho các bạn xem. Đây là bộ mặt của nó. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đây là cái càng bọ ngựa này. Tôm tích ở đây thì miền Bắc sẽ gọi là bề bề, một số bạn thì gọi là tôm bọ ngựa. Đấy, bởi vì là nó có cái càng giống hệt con bọ ngựa. Đây, để mình sẽ rửa sạch nó cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ xối nước cho nó sạch để chúng ta quan sát cho dễ. Rồi, đây. Ok,
Đấy là cái mặt. Còn bên dưới này là chân bò này. Những cái chân nhỏ nhỏ này nó giúp cho nó bò này các bạn. Các bạn thấy rằng là nó màu vàng rất là đẹp. Còn bên dưới này là chân bơi và chân hỗ trợ đào. Đấy, khi mà nó đào thì những cái này nó sẽ quạt quạt làm cho cát nó bung ra đằng sau và giúp nó bơi, di chuyển rất nhanh trong nước. Phần đuôi này các bạn thấy rằng là có những cái gai rất là sắc, cho nên là khi bắt như con này nó mềm cho nên là mình chủ quan. Còn nếu mà cái con mà nó cứng thì chúng ta nên cẩn thận, chứ không là nó đâm vào tay sẽ vào đến tận xương. Đây phần đuôi của nó này. Đấy, tổng thể mặt bụng là như này. Bây giờ mình lật lại cho các bạn xem mặt lưng. Mặt lưng thì đây. Từ trên đầu. Đấy, con này nó hơi lo nhoi. Đấy, xuống dưới này. Các bạn thấy không? Có những cái đốt vàng này. Có lẽ là do cái ngoại hình thế này nên nó được gọi là tôm tích vàng. Đấy. Đây. Rất là tuyệt vời. Ở đây là con thứ hai. Hôm nay mình bắt con này là con thứ hai rồi. Mình có bắt một con nữa. Để bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây này các bạn. Ở trong cái thùng này là mình có bắt được một con rồi này. Hôm nay là mình mang cái bộ đồ nghề, bao gồm có muối để bắt ốc mông tay này. Chủ yếu là mình đi bắt ốc mỡ và ốc hương. Đây. Trước đó mình có bắt được một con. Con này bé. Các bạn thấy không? Con này là cái con người nó đang còn cứng này. Con này nó mới lột cho nên là cái màu của nó hơi nhạt. Nó khá là loi nhoi. Đây nhìn thấy bạn này. Đây con này bé. Con này bé nhưng mà so với những cái con tôm tích sữa mà mình bắt thì như vậy là khá là to rồi. Đấy, chúng ta có hai con tôm tích vàng. Đây, mình sẽ cho nó một ít nước cho nó sạch nhé. Đấy, sau khi mà dội sạch thì nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy các bạn thích không? Ở đây thì mình đang bắt ở bãi biển Đồi Nhái nhá. Nếu mà bạn nào muốn tìm tôm tích vàng thì các bạn ra bãi biển Đồi Nhái, chịu khó tìm cái miệng hang giống như mình hướng dẫn. May mắn thì có thể các bạn sẽ gặp. Rồi, thì ngoài ra thì mình có bắt được một số hải sản này. Ở đây mình review luôn cho các bạn xem. Đây, hôm nay mình đi bắt chủ yếu là cái con này. Ốc hương này các bạn. Rất giá trị. Đấy. Ốc mông tay. Ốc mông tay thì nãy mình bắt mình không có quay clip, bởi vì hôm nay mình xác định là mình chỉ quay tôm tích vàng thôi, cho nên là hơi tiếc. Đây mình có một con nghêu biển rất là to. Con này thì mình được một bác ngư dân cho này các bạn. Các bạn thấy không? Con nghêu biển. Đấy. Ngoài ra thì bên trong này mình có rất là nhiều ốc mỡ. Đây này các bạn. Mình bắt được rất là nhiều ốc mỡ, nhưng mà ốc mỡ nó không được to cho lắm, chủ yếu vẫn là ốc hương thôi. Đấy, đây là những cái con ốc hương mình bắt được. Đây các bạn thấy rằng là đây là những cái đại diện cho những cái sinh vật mà mình bắt được ngày hôm nay. Ốc hương này, ốc mỡ, ốc mông tay, tôm tích vàng và nghêu. Đi săn ban đêm thì chúng ta còn có thể bắt được ghẹ nữa này các bạn. Đấy, ngoài ra thì mình còn khá nhiều sản phẩm ở đây. Đấy, thì các bạn thấy rằng là khi mà thủy triều rút đi bắt hải sản rất là vui. Đấy, nếu mà bạn nào muốn thì các bạn tìm trên bản đồ bãi biển Đồi Nhái và các bạn ra bắt thì may mắn các bạn cũng sẽ tìm được những sinh vật này giống mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm xem là liệu có thể bắt được thêm một con tôm tích vàng nữa không nhá. Mình vẫn muốn kiếm một cái ví dụ nữa để cho các bạn hình dung cho nó rõ ràng. Ok, let's go. Ở đây mình phát hiện thêm một cái hang tôm tích vàng nữa này. Cái miệng hang của con này nó còn bé hơn cái miệng hang con vừa nãy. Con này chắc là không to đâu các bạn. Nhưng mà chúng ta thử khơi lên xem nhé. Chúng ta không nên bỏ qua dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ. Đây. Oh my god. Các bạn thấy rằng là miệng hang của con này nó cũng gần bằng hang ngón tay. Vậy là bé hơn cái con vừa nãy một chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành bắt như vừa nãy nhé các bạn. Đầu tiên là cũng khơi ra. Sau đó là cho tay vô. Đây, cứ yên tâm. Ở bên dưới nó rộng lắm. Bên trên nó hẹp nhưng mà bên dưới nó rộng các bạn. Nhưng mà thường những con to lại càng dễ bắt, còn những con nhỏ lại càng khó bắt. Đấy các bạn thấy rằng là chưa gì cái tay của mình nó đã xuống được rất sâu rồi này. Đây mình đã cảm nhận được nó rồi. Thank you.
Đây này các bạn, mình đã bắt được một con nữa. Mà con này nó bé tí hon luôn. Con này là bé nhất trong gia đình tôm tích hôm nay chúng ta bắt được. Đây, bây giờ mình sẽ lấy con tôm tích vàng to ra và mình so sánh với cái con mình mới bắt được. À không, cái con này là cái con to nhì. Đây, con to nhất của chúng ta đây. Đây các bạn thấy rằng là kích thước của nó thay đổi này. To, nhỏ và cái con mới bắt là nhỏ nhất. Các bạn thấy hôm nay mình có may mắn không? Bắt được 3 con tôm tích vàng luôn này. Đấy, thì tôm tích vàng nó có thể đạt được đến một cái kích thước rất là lớn, thậm chí là to gấp đôi, gấp 3 con này. Cho nên là những cái con nhỏ như này á, chúng ta không nên bắt. Bởi vì là thịt của nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Sau khi mà chế biến, lột vỏ ra thì phần thịt bên trong này nó cũng còn ít thôi. Đấy, ví dụ như cái con to này, lột hết vỏ ra thì bên trong phần thịt chắc bằng cái con nhỏ này. Còn cái con này chế biến thì nó sẽ còn ít hơn cả cái con này nữa. Cho nên là những con này chúng ta nên tha. Đấy, vậy là hôm nay mình đã cho các bạn xem được hai cái ví dụ về hang tôm tích vàng. Rất là thú vị, rất là vui phải không nào? Rồi, con này mình sẽ trả lại về cái hang của nó nhé. Vậy là hôm nay có thể là tôm tích vàng nó đang di cư từ biển đi lên bờ đấy các bạn. Mình sẽ thử tìm thêm một hang nữa để làm clip cho các bạn xem. Hy vọng là vận may của mình vẫn sẽ tiếp tục. Ok, let's go. Đây này các bạn, khi mà đi vòng vòng trên bờ biển, mình lại phát hiện thêm một hang tôm tích vàng nữa. Miệng hang con này nó gần bằng ngón út, tức là cũng bằng cái hang đầu tiên mà mình quay cho các bạn xem đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khơi nó ra, xem coi là nó có to không nhá. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ cho các bạn xem xung quanh. Đấy, khi mà chúng ta nhìn như này này, chúng ta chuyển góc nhìn liên tục, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên dưới nó rất là rộng, cảm giác nó rất là rộng. Còn nếu có tôm tích sữa, các bạn nhìn một cái là các bạn thấy cái hang đi xuống liền à. Rồi, đây các bạn quan sát này. Đây, rồi so sánh kích thước, các bạn thấy cỡ hai ngón tay. Vậy là chúng ta dự đoán con này nó cũng cỡ như là cái con đầu tiên, hoặc là nhỏ hơn một xíu. Đây, bây giờ mình sẽ bắt nhá. Đây, khơi ra một chút xíu để chúng ta lấy đà, chúng ta thọc tay vào thôi. Này đúng mùa tôm tích vàng rồi các bạn. Nó lên rất nhiều. Con này khi mà đi xuống mình cảm giác nó hơi khó đào, bởi vì là bên dưới này nó có những cái mảnh sắt. Đấy các bạn, đào các bạn cũng phải cẩn thận nhá. An toàn là trên hết. Nhiều khi là những cái mảnh sắt nó cứ rách tay của mình nhá. Khá là nguy hiểm. Đã thọc tay xuống là không rút tay lên, bởi vì là cát nó sẽ chảy xuống nha các bạn. Thọc tay xuống là bắt bằng được rồi mới kéo tay lên. Con này hang rất sâu luôn. Đây các bạn nhìn cái tư thế khi mà mình bắt tôm tích này, chúi xuống như thế này này các bạn. Ướt hết áo của mình rồi. Con này rất sâu các bạn ạ. Tay mình nó xuống đến hết cỡ rồi các bạn. Giá mà bố mẹ sinh cho mình cái tay nó dài hơn một chút thì có phải tốt hơn không? Thọc được hết cỡ rồi mà không bắt được nó. Con này có lẽ là mình bó tay sâu quá các bạn, quá sâu luôn. Giờ thì gần như là cơ hội là vô vọng rồi. Rút tay lên là coi như mất dấu rồi. Nhưng mình sẽ cố. Những việc gì mà chúng ta có thể cố thì chúng ta cứ cố. Các bạn thấy rằng là cát nó tuồn xuống liên tục. Nó tuồn xuống liên tục luôn. Nên là rất khó. Đây, những cái vết nứt này, nó nứt ra sau đó là nó sẽ lấp hết cái hang lại. Con này rất to.
rất phí các bạn, lẽ mình có sờ được nó rồi nhưng mà nó chui xuống quá sâu. Mình quyết định dừng lại các bạn. Cố quá nó sẽ thành quá cố. Ok, nhưng mà mình nghĩ là bãi biển này vẫn còn cơ hội cho mình. Mình sẽ tiếp tục đi tìm một con khác nhá. Ở đây mình lại phát hiện được một hang tô tích nữa này các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy vết chân chim không? Con chim đã dẫn mình đến cái hang tô tích này. Đây, các bạn thấy rằng là bên dưới nước long lanh đấy. Khơi ra nha các bạn. Wow, lại một hang tô tích khá là to, cỡ bằng hai ngón tay. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Bây giờ mình sẽ bắt nó lên, tốc độ luôn, không nói nhiều, kẻo nó chui xuống sâu các bạn. Nhưng mà con này thì dự đoán trước đi, không to lắm. Đúng rồi, con này không to lắm các bạn. Tại vì khi thọc tay xuống nó khá là khó khăn, bên dưới nó không được rộng. Đây, mình sẽ bắt tốc độ cao để bắt được nó luôn, chứ không là nó chạy mất. Mình phải giữ một tay sạch các bạn để mình cầm cái máy quay. Chứ nếu mà dùng cả hai tay để bắt nó thì có lẽ là mình sẽ không để mất cái con vừa nãy được. Bên dưới này cảm giác bùn nó rất là trơn. Đây là một lớp bùn các bạn. Bên dưới này bùn nó rất nhão, nó không giống như các hàng kia thì hàng nhiều mà. Bó tay thì sẽ rất phí, không biết còn cơ hội nữa không. Thôi cứ móc tiếp đi. Lại thất bại thêm lần nữa rồi các bạn. Chúng mình đi đây. Rồi, ở đây mình lại tiếp tục tìm được một hang tô tích vàng nữa này các bạn. Trời không phụ lòng người lần thứ ba. Đây, ở đây thì cái hang này nhìn rất là rõ, nhưng mà nó có một cái dấu hiệu mới các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn quan sát cận cảnh. Đây, các bạn nhìn này, cái hang này nó giống như có một cái nắp giả này các bạn. Một cái nắp bằng cát. Các bạn thấy nó mềm này. Đấy. Ok, rồi mình khơi nó ra nhá. Wow, rất là to luôn các bạn. Hang này là to hơn cả cái hang đầu tiên luôn rồi. Rất to và rất đẹp. Nhưng mà cái quan trọng là có bắt được nó hay không. Mình hy vọng là không quá tam ba bận. Mình đã thất bại hai lần rồi. Lần này mình muốn thành công, và nhất định là mình phải thành công các bạn. Trời, rất to luôn này các bạn. Mình thọc tay một cái là xuống thẳng cái tay luôn. Ui. Mình quyết định bỏ tay xuống cát luôn. Giờ là mình không cần tay mình nữa. Thọc tắt nó. Đây rồi các bạn. Thành công. Đây là các bạn. Một con tô tích rất là to luôn. Đây. Các bạn nhìn này. Để mình sẽ rửa sạch cho các bạn xem nhá. Con này nó rất là cứng. Đi, chúng ta cùng ra biển. Đây này các bạn. Cả một cái biển tối om như thế này, chỉ có mình và anh quay phim thôi. Đấy. Nhưng mà rất là vui các bạn, không có sợ gì cả. Đây, mình rửa sạch cho các bạn xem. Wow. Con tôm tích thứ tư hôm nay mình bắt được không nhỉ? Đây. Đấy, rất là khỏe, nó đang bơi đây. Con tôm tích vàng. Đây, các bạn quan sát cận cảnh này. Đây, các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn. Trời, hôm nay phải nói là quá may mắn luôn các bạn. Mình không nghĩ là mình lại có thể may mắn đến như vậy. Một đêm mà mình gặp được rất nhiều hang tôm tích. Đấy, không phải hang nào cũng bắt được. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm thì có thể là chúng ta vẫn sẽ bắt được. Đây, cho các bạn xem. Quá đẹp luôn. Trời ơi, con này to. Như tôm tích vàng cỡ này là chúng ta có thể khai thác nhá.
Đấy, nó có thể to hơn nhưng mà đạt đến kích thước như này là chúng ta có thể khai thác được rồi. Chúng ta không nên bắt những con nhỏ. Những cái con mà chúng ta thấy có nhiều trứng thì có thể là các bạn nên tha, để sau này chúng ta hoặc là thế hệ sau còn có thể bắt. Rồi, bây giờ mình sẽ tập hợp con tôm tích này lại với những con tôm tích mình đã bắt được nhá. Đây là các bạn, đây là ba cái con tôm tích to mà mình bắt được. Đây, chúng ta cùng xem con nào to nhất nhá. Lật nó lại các bạn, nó hơi lo nhoi. Đây, các bạn bình chọn xem là con nào to nhất nào. Mình sẽ đánh theo thứ tự nhá. Con này mình bắt đầu tiên này, con 1, con 2, con 3. Đây, các bạn bình chọn xem là con số mấy là to nhất. Theo mình quan sát thì ở đây chúng ta có hai con tôm tích với kích thước khá là tương đồng nhau. Con này là con bắt đầu tiên này, sau rồi là đến cái con này, rồi con này là con cuối cùng. Nhưng mà nhìn kỹ thì có vẻ là cái con cuối cùng này của chúng ta nó nhỉnh hơn một xíu các bạn. Đây, con này có vẻ là con to nhất rồi. Đấy, có bạn nào đồng quan điểm với mình không ạ? Rất là thích phải không nào? Thì hôm nay vậy là mình đã bắt được 4 con tôm tích. Một con tôm tích nhỏ mình đã thả, còn 3 con lớn là mình lấy về. Còn lại thì có 2 trường hợp mình để sổng mất 2 con tôm tích, cũng khá là tiếc. Đây này các bạn, chúng ta cùng quan sát lại cái thành quả mà hôm nay mình bắt được. Phải nói hôm nay mình rất là may mắn luôn các bạn. Các bạn thấy rằng là chỉ trong một đêm mà mình bắt được rất là nhiều sản phẩm như thế này. Đây, bao gồm có một giải ngân hà ốc mỡ luôn. Đấy, rồi là ốc hương này, có cả ốc móng tay, tôm tích vàng, nghêu, nghêu rất to các bạn, và có cả ghẹ ở đây. Hôm nay mình đã có một chuyến đi săn rất là thú vị và thu được rất là nhiều sản phẩm. Đấy, thì nếu mà bạn nào muốn đi bắt hải sản giống như mình thì các bạn có thể search trên bản đồ bài biển đồi nhái. Sau đó các bạn lên mạng, các bạn xem lịch thủy triều để chúng ta biết khi nào nước biển rút sâu. Đi bắt ban ngày hay ban đêm đều được, nhưng nếu ban đêm thì các bạn nên đi nhiều người để cho an toàn nhé. Rồi, có lẽ là mình sẽ dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.